24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Phước Nhân mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nói nước này cần thêm thời gian cho kế hoạch phản công quy mô lớn đang được trông đợi. Trả lời phỏng vấn một số hãng truyền thông, ông Zelensky nói nếu phản công ngay lúc này, Ukraine vẫn có thể thành công, nhưng sẽ phải mất rất nhiều người. Tổng thống nói Ukraine không thể chấp nhận điều này, nên tôi cần chờ thêm một thời gian nữa. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã lập một số lữ đoàn tác chiến sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn còn thiếu xe quân sự do phương Tây chậm bàn giao. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay khoảng 98% số vũ khí mà phương Tây cam kết đã được chuyển giao cho Ukraine. Ông Zelensky nói rằng, việc đợi thêm một thời gian nữa sẽ có thể giúp giảm con số thương vong. Ukraine đã chuẩn bị lực lượng cho kế hoạch phản công từ nhiều tuần trở lại đây, với việc lập các lữ đoàn được phương Tây hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí. Dù vậy, giới lãnh đạo Kiev lại đang tìm cách giảm kỳ vọng quá lớn mà nhiều người đang đặt vào cuộc phản công sắp tới. Vì sao là như vậy? Mời quý vị cùng Phương Nhân tìm hiểu qua video sau đây. Giới lãnh đạo Ukraine đang tìm cách giảm sự kỳ vọng của thế giới đối với cuộc phản công sắp tới, sau khi đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong 15 tháng qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khi trả lời phỏng vấn báo The Washington Post mới đây cho rằng sự kỳ vọng trên thế giới đối với chiến dịch phản công của Ukraine đã bị đẩy lên quá cao. Hầu hết mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó to lớn. Ông lo ngại rằng kết quả có thể dẫn đến sự thất vọng về cảm xúc. Ukraine đang tìm cách tạo đột phá cho cuộc xung đột đã ở thế bế tắc trong nhiều tháng qua, mang đậm tính chất đấu pháo ở miền Đông và miền Nam mà không bên nào tiến thêm được nhiều. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá rất khó, thậm chí là bất khả thi, để Ukraine đẩy Nga về các vị trí như trước xung đột, tức là khi Moscow chỉ kiểm soát một phần Donetsk, Lugansk và bán đảo Crimea. Dù vậy, kế hoạch phản công của Ukraine có thể là bước ngoặt quan trọng của cuộc xung đột, khi Ukraine tìm cách giành lại lãnh thổ và chứng minh họ xứng đáng được tiếp tục hỗ trợ. Đã xuất hiện lo ngại rằng nếu kết quả phản công không như kỳ vọng, Ukraine có thể mất viện trợ quân sự của phương Tây hoặc chịu sức ép phải chấp nhận đàm phán ở thế bất lợi. Ngược lại, một thắng lợi lớn có thể giúp Ukraine nhận thêm nhiều vũ khí và nâng cao nhuệ khí. Tuy nhiên, các chiến thắng trước đó của Ukraine đang tạo sức ép vô hình lên chính Kiev. Cuộc phản công thần tốc giành lại phần lớn khu vực tại Kharkiv và Kherson chỉ trong vòng vài ngày hồi mùa thu năm ngoái có được là nhờ yếu tố bất ngờ và ưu thế về địa lý. Ngược lại, lực lượng Nga giờ đây được cho là đã chuẩn bị kỹ hơn và có lợi thế địa lý lẫn quân số. Ông Reznikov cho rằng Nga hiện có nhất 300.000 lính tại Ukraine cùng 200.000 quân dự bị. Theo vị bộ trưởng, đội hình tấn công thứ nhất của Ukraine đã 90% sẵn sàng, nhưng một số lực lượng đặc biệt vẫn còn huấn luyện tại nước ngoài. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ phát động tấn công ngay khi có đủ vũ khí mà đối tác đã hứa cung cấp. Thời điểm có thể tùy thuộc vào thời tiết. Ông cho rằng chỉ cần giành lại bất kỳ vùng nào bị rơi vào tay Nga cũng là thành công. Còn theo Bộ trưởng Reznikov, cuộc phản công không chỉ nhằm giành lại lãnh thổ, mà còn nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của Nga và làm suy yếu năng lực tấn công của Moscow. Ngoài bất lợi về địa lý và quân số, các lãnh đạo Ukraine cũng nhắc đến điểm yếu trên không và vũ khí tầm xa. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16, nhưng Washington vẫn chưa đồng ý. Ông nói Ukraine sẽ không chờ có F-16 mới bắt đầu phản công, nhưng nếu có thì sẽ dễ dàng hơn. Về vũ khí tầm xa, các đối tác của Ukraine lo ngại nước này có thể sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga, gây nguy cơ leo thang xung đột, dù Kiev đảm bảo sẽ không làm vậy. Tổng thống Zelensky nói việc thiếu năng lực này đang khiến Ukraine gặp bất lợi lớn. Như quý vị cũng đã biết, một trong những điều kiện khiến lực lượng Ukraine chưa thể tiến lên phía trước để phản công, đó là thời tiết còn khá xấu. Trong đó, đặc trưng đất ở miền trung Ukraine vào mùa xuân là độ lầy và lớp bùn sâu. Đây là một chướng ngại vật mà quân đội Ukraine hầu như chưa thể vượt qua. Bùn lầy khiến cho các phương tiện hạng nặng không thể nào di chuyển, và đó là một trong những điều kiện chưa mấy thuận lợi cho cuộc phản công của Ukraine. Đây cũng là nhận định của Tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức Carsten Brauer, người vừa trở về sau chuyến thăm Ukraine. Tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức Carsten Brauer sau khi trở về từ Ukraine cho biết điều kiện thời tiết cho cuộc phản công của Kiev vẫn chưa thuận lợi.
Ông nói công tác chuẩn bị cho chiến dịch đang diễn ra sôi động, đồng thời cho biết các xe tăng do Đức sản xuất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã được triển khai trong một số hoạt động. Ông Brewer nói, tôi được giải thích về hoạt động chiến đấu ở tiền tuyến, mặt đất vẫn còn lầy lội và ẩm ướt. Tại đây, chỉ huy quân đội Đức đã gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rednikov. Vị tướng Đức thừa nhận các điều kiện cho một cuộc phản công toàn diện vẫn chưa sẵn sàng trong vài tuần qua. Ông cho biết một số cánh đồng ở Ukraine hiện vẫn giống như hồ nước lớn. Tuy nhiên, Kiev vẫn đảm bảo với ông rằng các kế hoạch cho cuộc tấn công đang diễn ra. Ông Brewer cũng cho biết xe tăng Leopard đã được sử dụng trong các cuộc giao tranh. Ông lưu ý rằng người Ukraine hiện có đủ trang thiết bị chiến đấu, nhưng yêu cầu của Kiev sẽ thay đổi theo thời điểm. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Đức đã ủng hộ việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine với lập luận rằng quân đội của Kiev đang chiến đấu vì phương Tây. Trước khi đến Kiev, tướng Brewer cũng đã kiểm tra hệ thống hậu cần của phương Tây ở Ba Lan được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự và vật tư cho Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân. Dù chưa diễn ra, nhưng nhiều quan chức Ukraine và phương Tây đã thúc giục công chúng không kỳ vọng quá cao. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói không nên xem cuộc phản công này là khoảnh khắc quyết định trong cuộc xung đột. Bên cạnh đó, Washington cũng cảnh báo Moscow có thể tung ra cuộc tấn công mới khi điều kiện thời tiết tốt hơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, khi đề cập tình hình trên chiến trường hiện nay, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng nước này bắt đầu nhận thấy Nga có dấu hiệu cạn kiệt đạn dược. Ông cho hay dù Nga vẫn còn đạn dược trong kho dự trữ, đã giảm tần suất pháo kích mỗi ngày ở một số khu vực. Về khả năng hòa đàm với Nga, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẽ không đưa ra bất cứ nhượng bộ nào về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tại nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất là thành phố nhỏ Bakhmut ở miền đông Ukraine. Như bản tin truyền hình Báo Thanh Niên hôm qua có đề cập, phía Ukraine nêu bật thành công của lữ đoàn tấn công số 3 trong việc đẩy lùi lữ đoàn bộ binh cơ động số 72 của Nga. Chỉ huy lữ đoàn 3 cho hay trong 2 ngày, đơn vị này đã giành lại được gần 8 km2 diện tích ở Bakhmut, bắt một số tù binh, phá hủy nhiều nhà kho và nơi cất trữ đạn dược của Nga. Theo blogger quân sự Nga Anastasia Kashevarova, các đơn vị Wagner và lữ đoàn 72 ở Bakhmut đã hoàn toàn không liên lạc được với nhau để hiệp đồng chiến đấu. Đây có thể là nguyên nhân chính gây tổn thất cho lực lượng Nga trong những ngày qua. Trong khi đó, trang tin quân sự Nga Aviapro ngày 10 tháng 5 đã công bố đoạn video ghi lại sự xuất hiện của các đơn vị quân sự đầu tiên của Cộng hòa Chechnya tại thành phố Bakhmut. Như quý vị còn nhớ thì sau khi người lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin đe dọa sẽ rút các đơn vị của mình ra khỏi Bakhmut do không được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp đủ đạn dược, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 6 tháng 5 tuyên bố các đơn vị biệt kích Ahmad của ông sẵn sàng đến Bakhmut để thay thế. Thưa quý vị, cuộc xung đột đã kéo dài sang tháng 15 và khó khăn đối với Nga ngày một tăng lên, đặc biệt là trước một cuộc phản công lớn sắp diễn ra từ quân đội Ukraine. Điện Kremlin nhận định gì về tình hình hiện nay? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hãng TASS ngày 11 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine khó khăn, đồng thời giải thích về nguyên nhân Nga chậm hành động. Theo hãng tin TASS, ông Peskov nói với một kênh truyền hình Bosnia rằng chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Đây là chiến dịch rất khó khăn, nhưng dĩ nhiên một số mục tiêu đã đạt được trong một năm. Ông nói Nga đã có thể làm suy yếu bộ máy quân sự của Ukraine khá nhiều. Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và ban đầu đã kiểm soát được một diện tích lãnh thổ đáng kể. Tuy nhiên, lực lượng Kiev với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phương Tây đã kháng cự không ngừng, giành lại nhiều vùng đất và hiện đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn. Giải thích cho việc xung đột kéo dài, ông Peskov nói Nga hành động chậm vì không muốn gây tổn hại các thành phố và tính mạng của người dân. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tính đến đầu tháng 4 đã có gần 8.500 dân thường thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine. Kiev và phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga tấn công dân thường, nhưng Nga luôn phủ nhận. Trả lời câu hỏi về việc so sánh vũ khí của Nga với phương Tây, ông Peskov lưu ý rằng phương Tây có vũ khí tốt, vũ khí xấu và vũ khí thể hiện rằng chúng không phù hợp với những điều kiện ở Ukraine. Ngoài ra, ông cũng cho biết phương Tây có những vũ khí rất nguy hiểm, những công nghệ rất cao. Do đó, theo ông Peskov, Nga học hỏi mọi thứ trong suốt chiến dịch đặc biệt này. Hôm nay, một chiếc máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở vùng Bryansk của Nga. Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết vụ việc đã khiến một bể chứa dầu bị hư hại một phần, nhưng may mắn là không có thương vong sau vụ tấn công vào cơ sở gần thị trấn Klitsy thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Rosneft của Nga. Chuyển sang một thông tin khác, như trong bản tin tối qua truyền hình Báo Thanh Niên có đề cập, Anh có khả năng sẽ cung cấp tên lửa tầm xa nhất từ trước đến nay cho Ukraine, với năng lực tấn công phạm vi lên đến 300 km.
Tờ báo dẫn lời một quan chức Anh cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tuy nhiên, thông báo này là một bước quan trọng đối với việc cung cấp loại vũ khí như vậy. Đến hôm nay, đài CNN dẫn lời nhiều quan chức cấp cao phương Tây cho biết Anh đã cung cấp nhiều tên lửa Storm Shadow cho Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh từ chối đưa ra bình luận. Đài CNN dẫn lời một quan chức phương Tây nói, chính phủ Anh cho rằng việc cung cấp loại tên lửa tầm xa này là nhằm đáp trả tương xứng việc Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Quan chức này cũng cho biết London đã nhận được đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không dùng loại tên lửa này tấn công vào lãnh thổ Nga. Về phía Mỹ thì theo trang tin Politico, sau khi có thông tin Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục khẳng định không có kế hoạch gửi tên lửa tầm xa đến Ukraine. Thay vào đó, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp các năng lực phòng không như tên lửa Patriot, đạn dược và xe bọc thép. Việc Ukraine nhận được tên lửa tầm xa từ Anh chắc chắn là một thông tin khiến Nga phải lo lại. Từ cuối năm ngoái, quân đội Nga đã nhiều lần tiến hành các đợt tập kích đường không nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine, gây nhiều khó khăn, không những cho chính quyền và lực lượng vũ trang Ukraine, mà cho cả cuộc sống của người dân nước này. Trong những ngày đầu tháng 5, Nga cũng tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV. Tuy nhiên, theo một viện nghiên cứu quân sự tại Mỹ, mục tiêu của các đợt tấn công mới đã có sự thay đổi và liên quan đến chiến dịch phản công dự kiến của Ukraine. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW tại Mỹ, bằng một loạt cuộc tập kích tên lửa mới đây, Nga đang tìm cách chứng tỏ nước này đang ngăn chặn một cuộc phản công tương lai của Ukraine. Tuy nhiên, ISW tin rằng đây không phải là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga đã thực hiện thêm một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine vào đêm 8 tháng 5, rạng sáng 9 tháng 5. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 9 tháng 5 thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả 8 tên lửa hành trình Kalib và 15 trên 17 tên lửa KH-101KH-555 do lực lượng Nga phóng. Các nhà phân tích quân sự tại ISW bình luận, các lực lượng Nga có thể đang cố gắng tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa gần như hàng ngày để thể hiện mình đang hạn chế các hoạt động phản công sắp tới của Ukraine, mặc dù hiệu quả giảm dần của các cuộc tập kích có thể không làm hạn chế đáng kể các hoạt động của Ukraine. Báo cáo của ISW cũng lưu ý rằng Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày chiến thắng 9 tháng 5 đã chuẩn bị nước Nga trong một cuộc xung đột kéo dài và thể hiện Nga đang đối đầu thành công với toàn bộ phương Tây. Trong bài phát biểu ngày 9 tháng 5, ông Putin nói một cuộc chiến chống lại Nga đã thực sự nổ ra và rằng Moscow đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và sẽ tiếp tục bảo vệ người dân Donbass. Cũng trong báo cáo cuối ngày 9 tháng 5, ISW nhận định các lực lượng Nga có những bước tiến nhỏ ở Bakhmut và tiếp tục tác chiến quy mô nhỏ dọc theo mặt trận Avdiivka-Donetsk. Theo ISW, việc người lãnh đạo nhóm Wagner tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 10 tháng 5 nhưng cuối cùng lại đổi ý cho thấy Wagner nhận thức được sự lệ thuộc của mình vào Bộ Quốc phòng Nga. Số liệu mới nhất của ISW cho thấy trong tháng 4 năm 2023, quân đội Nga chỉ kiểm soát thêm khoảng 17,5 km2 lãnh thổ của Ukraine, tăng thêm chưa đến 0,02%. Tỷ lệ này là 0,039% trong tháng 2 và 0,28% trong tháng 3. Tổng diện tích của Ukraine là 603.700 km2. Nga chưa có bình luận gì về thông tin vừa rồi. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland hôm 10 tháng 5 nói, Washington sẽ chuyển cho Ukraine số tiền đã tịch thu từ tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev. Ông Garland nói, đây là lần đầu tiên chuyển giao tài sản tịch thu từ tài phiệt Nga cho Ukraine, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. Ông Malofeyev, 48 tuổi, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông và truyền thông. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội ông Malofeyev vi phạm lệnh cấm vận áp đặt đối với Moscow. Vào thời điểm đó, ông Garland nói, Mỹ đã tịch thu hàng triệu đô la Mỹ trong tài khoản có liên quan đến vị tài phiệt này tại một số ngân hàng ở Mỹ. Nga hiện chưa bình luận về động thái của Mỹ chuyển tài sản tịch thu cho Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11 tháng 5 của Báo Thanh Niên. Phương Nhân cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên, cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Phương Nhân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.